Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui được gặp các bạn để chia sẻ những trải nghiệm về bông hoa cây cảnh. Hôm nay tôi chia sẻ về ghép bông trang cho được nhiều màu. Trước tiên mình lựa cái nhánh khỏe khoắn mập mập, bánh tẻ, không già không non. Giờ mình cắt nhánh này mình làm nhánh ghép. Đây là bông nhánh màu vàng các bạn, các cháu. Đây cắt đèn đọt nữa. Đây, đọt. Đây là cái bông trang màu vàng. Đây là những bụi trang dự định ghép rồi các bạn, thấy chưa? Những nhánh này đã ghép trước nó ra đọt rồi các bạn, thấy chưa? Những nhánh này nè. Giờ tháo ra luôn ha. Nó cứng cát rồi thì mình tháo ra, nó dính ăn mạnh rồi mình tháo ra. Tháo mũ quấn ra. Làm bén cắt dễ cắt hơn. Đây là bông trang màu cam. Bông trang màu cam bây giờ ghép màu vàng vô để cho nó được hai màu. Bông nó ra bông được hai màu, màu cam với màu vàng cho nó đẹp chơi. Dính rồi. Dính nó ra trượt, nó ra bông luôn các bạn. Nó ghép khác với bông giấy một chút, quấn luôn, quấn hết luôn. Từ chỗ ghép với cái ngọn ghép mình quấn hết ráo luôn, chừa lại chút xíu cái chỗ đầu ngọn để cho nó đâm cái ngọn ra thôi. Nó như vậy là các bạn, nó đâm ra cái tượng. Nó đâm cái trượt ra rồi nó dính mạnh rồi mình tháo cái bịch ra cho nó thoáng mát nó. Màu lớn, màu đậm tròn. Thoáng mát nó màu lớn. Nó màu đâm trượt thêm. Được ba đó. Giờ ghép cái ghép được ba ngọn rồi, bây giờ mình ghép màu vàng vô thêm. Hoặc mình cắt hết lá già đi các bạn. Đó.
cắt cái ngọn bỏ. Cũng gạt nêm như ghép bông giấy vậy, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn, cái ngọn nó ngắn hơn, làm phải nhẹ nhàng tỉ mỉ một chút. Chúng chán họ cũng trẻ ngọn nêm vô, nhưng mà quấn phải quấn hết. Quấn bịt mũ hết luôn, từ chỗ ghép cho tới ngọn ghép luôn các bạn. Thời gian sau thì 2-3 tuần nó đâm ngọn lên, mình để cho nó cứng cáp khoảng 1 tháng, hơn tháng gì đó mình cắt cái dây quấn ra, lúc đó nó dính luôn à. Bông trang cũng dễ ghép, cũng dễ dính. Quấn hết luôn vậy đó các bạn, quấn từ chỗ mối ghép cho tới ngọn luôn. Nó dính rồi thì tự động nó đâm trượt ra, cột nó ra khoảng chừng một đoạn ngắn, rồi nó dính mạnh rồi cắt mũ ra để cho nó thoáng, nó mau phát triển. Rót ghép thêm ngọn thứ hai các bạn. Cháu muốn ghép mấy màu thì các bạn lựa cái màu này yêu thích đó, các bạn ghép vô thành ra cây bông trang được nhiều màu.
quấn hết cái nhánh dép luôn tới trên ngọn của mắt ép. Từ từ nó sẽ bung đọt ra. Nó quấn hết như vậy đó các bạn, đó chứ. Ghép bông giấy thì mình ghép ngay chỗ cái quấn cái chỗ cái mắt ghép thôi, cái ngọn mình chừa lại mình trồng bịch mũ, còn cái này thì mình quấn hết từ chỗ ghép ra tới ghép. Bây giờ ghép trẻ đó các bạn, ghép nêm. Có phương pháp ghép thứ hai là ghép áp đó các bạn, các cháu. Giờ tôi làm cách ghép áp các bạn xem nha. Giờ cũng cắt cái nhánh nào khỏe. Nhánh hơi già chút. Vừa hơi già chút. Bánh tẻ hơi già chút. Giờ mình lấy màu này mình ghép qua màu kia cũng cho được hai ba màu mà mình thích đó. Mình muốn ghép mấy màu thì mình lựa mình ghép. Ghép áp thì nhánh lớn hơn, nó già. Ghép áp thì mình lựa cái nhánh nó hơi già chút cũng được, bánh trẻ thì cũng được. Mình dạt một bên. Một đoạn khoảng hơn phân. Rồi nhánh bên kia mình cũng dạt vậy. Áp vô các bạn, các cháu áp vô rồi quấn. Quấn bịch mũ. Quấn mũ mình cắt sẵn á. Quấn vô. Kính lại vừa chặt tay.
ghép áo và áp và ghép trẻ cho cây trang thì nó cũng dễ dính so với mấy cây khác. Hết cái nữa không? Vậy là hai phương pháp ghép áp và ghép trẻ tôi đã ghép cho các bạn xem tham khảo nha các bạn các cháu. Cảm ơn các bạn các cháu đã xem video này nha. Xin chào các bạn các cháu. Hẹn gặp lại các bạn các cháu những video tiếp theo nha. Xin chào.